Sau khi kết thúc 6 lịch 2023, Hà Nội có sự xáo trộn về mặt lực lượng khi mất đi nhiều cầu thủ nội như Nguyễn Văn Công, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Văn Kiên. Tuy nhiên, họ cũng kịp bổ sung vài cái tên chất lượng như Đào Văn Nam, Phạm Xuân Mạnh cùng những tân binh ngoại quốc như Damien Letalek, Joel Tech hay Brandon Wilson. Hà Nội đã cho thấy họ sẵn sàng đối mặt với những thách thức lớn nhất. Việc trắng tay ở 6 lịch 2023 cũng khiến cho thầy trò huấn luyện viên Benovic thêm phần quyết tâm mang về kết quả tốt. Hà Nội FC đăng ký đủ cả 6 ngoại binh, bao gồm một suất châu Á, trong đội hình tham dự AFC Champions League. Ngoài ra, đội bóng thủ đô có sự bổ sung của 3 tân binh gồm Trung vệ Đào Văn Nam, Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh và Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, đội bóng thủ đô không có sự phục vụ của Thủ môn Quan Văn Chuẩn và Hậu vệ Nguyễn Đức Anh do bận tập trung cùng Olympic Việt Nam dự ACS 2023. Huấn luyện viên Bendovic cũng điền tên một số cầu thủ trẻ như Vũ Đình Hai, Trần Văn Thắng hay Nguyễn Văn Trường ở AFC Champions League, các đội được sử dụng 6 ngoại binh, trong đó có một ngoại binh châu Á. Đội bóng thủ đô cho thấy tham vọng tiến xa khi đăng ký đủ 6 suất ngoại binh theo quy định. Sau khi chia tay Milan Merzep, Hà Nội chốt 6 cầu thủ là Damien Letalek, Brandon Wilson, Milan Zeptovic, Marcao Silva, Cải Cairn và Joel Tech. Trong số này, Brandon Wilson, người Australia, là suất ngoại binh châu Á. Với bộ không trụ cột cũ, kết hợp với những bản hợp đồng chất lượng mới được đưa về, Hà Nội cho thấy quyết tâm sẽ làm nên điều bất ngờ ở sân chơi châu lục. Ở bên kia chiến tuyến, Pohang Steller thực sự là ngọn núi cao của Hà Nội FC. Ở giải đấu thuộc top 2 châu Á, đại diện đến từ Hàn Quốc sở hữu thành tích ấn tượng với 3 lần đăng quang AFC Champions League trong lịch sử. Bên phía Pohang Steller, họ chính là nhà á quân của mùa giải 2021-2022, đồng nghĩa với việc đại diện của Hàn Quốc được đánh giá vượt trội hoàn toàn so với Hà Nội. Không chỉ vậy, họ vẫn đang tham dự giải quốc đội với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng sau 30 vòng đấu, đồng nghĩa với việc Pohang Steller có được sự kết nối và nhuần nhuyễn tốt hơn trong lối chơi. Pohang Steller sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ trẻ Yang Ji-un do đang làm nhiệm vụ ở ACS 2023. Đây là một cầu thủ đầy tài năng khi đã có hơn 100 lần ra sân cho đội bóng dù chỉ mới 22 tuổi. Đại diện đến từ ca, Lick được đánh giá vượt trội về sức mạnh. Họ đang thể hiện phong độ cực cao ở sân chơi quốc đội. Trong 9 trận gần nhất tại ca, lịch một mùa này, Pohang-Steller thắng 5, hòa 4. Hiện tại, sau 30 vòng đấu, Pohang đang có được 56 điểm, tạm xếp vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng sau usan Hyundai. Ngoài bộ khung đội binh chất lượng, Pohang cũng sở hữu dàn ngoại binh đẳng cấp như trung vệ Grand, hậu vệ Wanderson, tiền vệ Zelima và tiền đạo mũi nhọn ZSEA. Đây chắc chắn sẽ là thách thức không nhỏ với Hà Nội FC trong trận đấu sắp tới. Hà Nội bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ nhưng họ nắm trong tay lợi thế sân nhà. Nếu thi đấu tốt, đại diện của Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ về một trận hòa. Ở Việt Nam, FPT là đơn vị nắm bản quyền các giải đấu thuộc hệ thống AFC, bao gồm AFC Champions League và AFC Cup của mùa giải 2023-2024. Họ cũng là đơn vị đã đồng hành cùng các trận đấu thuộc hệ thống của AFC từ năm 2021. Do đó, các trận đấu của AFC Champions League sẽ được phát sóng trực tiếp tại FPT. Trận đấu giữa Hà Nội FC và Pohang Steelers sẽ diễn ra trên sân vận động hàng đấy lúc 19 giờ ngày 20 tháng 9. Theo bạn đội bóng nào sẽ giành chiến thắng?